và một trận đấu mà có lẽ là rất nhiều người sẽ mong chờ ngày hôm nay để có một sự lật đổ. Năm 1996 họ vẫn mang trang phục truyền thống Real Madrid. Đội bóng đương kim vô địch của đồng niên Quan Độ năm 2019 sẽ đối đầu với đội bóng ứng cử viên cho chức vô địch đồng niên 2000. Chắc chắn sẽ là một trận đấu không khoan nhượng dành cho cả hai đội bóng, bởi đơn giản họ đã bước vào là trận loại trực tiếp rồi. Đây là một trận đấu rất cân bằng cân sức. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi với sự thay đổi đến những con người ở trên sân. Có vẻ như ngày hôm nay Nghiêm Quang đang không xuất hiện trong đội hình của các cầu thủ bên phía đội bóng 96. Nhà đương kim vô địch đang mất đi chân sút thượng hạng của mình. Như vậy là hiệp đấu đã được bắt đầu. Ngày nay thì các cầu thủ đồng niên 1906 là đương kim vô địch, họ ra quân với cầu thành chính Nghĩa Đào số 1, Nguyễn Cường số 7, Công Bính số 10, Nguyễn Minh số 19, Nghiêm Thắng số 16, số 22 Nghiêm Quang và số 25 Nghiêm Nam. Và như vậy là Nghiêm Quang không xuất hiện mà ngồi dự bị bên ngoài sân. Còn đội hình của các thủ 2000 ngày hôm nay họ ra quân với thủ thành Đặng Hùng, một trong thủ thành còn rất trẻ của Quan Độ, và anh vẫn đang là một trong thủ môn xuất sắc nhất của Quan Độ ở thời điểm này. Quốc Hiệp đá số 21, Trụ Quốc Bà số 10, Đình Hùng số 29, Đình Việt số 28, Văn Ý số 66 và Tuấn Sky đá số 77. Và ngành chính cầu sẽ thưởng cho đội bóng 2.500 đồng. Nếu như họ ghi bàn thắng mở điểm ở trận đấu ngày hôm nay, nguồn động viên từ rất sớm đến từ các cầu thủ trẻ 2000, cho dù năm nay mới tròn 20 tuổi, đây là cơ hội. Một tình huống tăng tốc không thành công đến từ Thắng Marcelo. Một tiếng đá phạt ngay sau tiếng còi của trọng tài Nhật Bim Bim và trọng tài Ánh Thường thì tốc độ trận đấu đã đẩy lên cao độ. Đây có thể coi là một trận chung kết sớm, khi mà 96 họ vẫn còn đó những cái tên, những ngôi sao có thể mang về đẳng cấp và sự thay đổi trận đấu bất kỳ thời điểm nào. Còn với 2000 thì những ngôi sao đang trong đội hình của FC Quan Độ là chứng tỏ thực lực của đội 2000 là lớn như thế nào. Trụ Pogba, Tuấn Podolski. Tuấn Podolski, như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ 2000. Và ghi bàn đẳng cấp đến từ Tuấn Podolski. Tỷ số là 1-0 dành cho đội 2000. Rất nhanh gọn. Bàn thắng đến rất sớm. Đẳng cấp đã được lên tiếng ở một tình huống cố định. Một sự khởi đầu tuyệt vời đến từ các cầu thủ 2000. Ứng cử viên cho chức vô địch vào mùa giải này. Nhà đương kim vô địch thì đang bị dẫn trước một bàn. Và đây là thời điểm để chúng ta kiểm chứng được sức mạnh thật sự của đội bóng đồng niên 1996. Nhập cuộc không thật sự quá ào ạt, nhưng các thủ 2000 lại đang có được một chút may mắn. Một pha dứt điểm mà thủ thành Chính Nghĩa có lẽ là vẫn chưa quen được với mặt sân và chưa thích nghi được với trận đấu này. Anh bị sâu kỳ một cách dễ dàng. Phạt vượt khá tinh quái đến từ Trụ Quốc Bà và Tuấn Podolski. Vậy như vậy là đã có một tình huống hơi thừa đến từ cầu thủ đá số 7 Nguyễn Cường. Đứng trước quả phạt tiếp tục là Trụ Quốc Bà. Trụ Quốc Bà được đánh giá là cầu thủ đen nhất của Quan Độ. Đen ở đây không phải là đỏ đen mà là nước da màu đen. Trụ Quốc Bà quyết định dứt điểm này. Lần này thì Chính Nghĩa đã xuất sắc. Quyết định dứt điểm ở góc xa và bóng đi đúng vào góc chưa. Ạ?
với những diễn biến ở trên sân thì đây là một trận đấu mà cao thủ 2000 đang đặt quyết tâm rất lớn. Có lẽ là cao thủ 96 cần phải tự tin hơn. 2000 đang muốn biến 96 trở thành kiêu vương. Trong một trận cầu loại trực tiếp thì sự tập trung cao độ đến từ tất cả những thời điểm sẽ quyết định thắng thua cho trận cầu này. Lại là một tình huống cài sau. Các cầu thủ 2000 ngày hôm nay cũng cho thấy sự tinh quái của mình. Một tác động rất nhỏ thôi, họ cũng đã kêu lên và mong muốn đến từ những phạm lỗi của trọng tài. Rất có thể là chủ lực Nghiêm Quang sẽ được tung vào sân. Trong năm 2019 thì Nghiêm Quang đã trở thành cầu thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất của Đồng Liên Quan Độ. Nhưng ở thời điểm này thì Nghiêm Quang đang xin mời đại diện của đội bóng 2000 lên nhận số tiền 500 đồng đến từ anh Chính Cậu cho bàn thắng vừa rồi. Tôi xin mời đại diện của đội bóng 2000 ạ. Trong đội hình của đội bóng 2000 còn có Đinh Viện, cầu thủ được mệnh danh là Viện Bún. Sau khi lập gia đình thì Viện Bún vẫn giữ được một form như thời thanh niên. Anh đang hạnh phúc bên một vợ và một con. Bóng đột rất nguy hiểm, không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía 1996. Tình huống tấn công khá nhanh. Để đánh bại được thủ môn Đình Hùng thì có lẽ các cầu thủ bên 96 cần phải tung ra những tình huống khó hơn. Tuấn Koloki, chủ Popa lại phạm lỗi rồi. Chủ Popa đang được chăm sóc thật sự là rất kỹ càng. Và người phạm lỗi tiếp tục là Nguyễn Cường. Nguyễn Cường cần phải thật sự thận trọng. Bởi đơn giản là Nguyễn Cường đã phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài Ánh Dương. Trận đấu chưa diễn ra được 10 phút nhưng có lẽ hấp dẫn của trận đấu ngày này còn lớn hơn nhiều. Bởi một tốc độ rất lớn, lại một pha cố định nữa. Sự nguy hiểm đến từ cao thủ Đồng Liên 1100-2000. Và tiếp tục là những tình huống cố định rất khó lường. Chủ Popa đang cùng với Tuấn Cô Kỳ tạo ra bộ đôi song sát trên hàng công của các cầu thủ bên phía 2000. Năm nay thì các cầu thủ Đồng Liên 2000 họ mang đến đội hình mạnh nhất từ đầu giải đến giờ. Ở vị trí trung vệ xuất sắc đến từ Nghiêm Ý, cầu thủ nhỏ con nhưng có võ, kết hợp với hậu vệ cánh phải Đình Việt. Ở tuyến giữa thì chắc chắn rồi, chủ Popa là một trong những ngôi sao bóng đá Quan Độ ở hiện tại, chứ không nói riêng gì Đồng Liên 2000. Còn trên hàng công, sát thủ có bộ mặt lì lợm Tuấn Cô Đô Kỳ thì luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Và anh Đặng Đình Tường sẽ dành thưởng phần thưởng cho các thủ 2000 nếu như họ tiếp tục ghi bàn với số tiền 1 triệu đồng. Có lẽ các bậc phụ huynh đang không tiếc tiền cho một lối chơi hoa mỹ đến từ thủ 2000 không được. Ngày hôm nay thì bình luận viên Nghiêm Quân, Quân Nò Than 36 thì đang phải hỗ trợ trông xe. Và anh không thể gửi đến những lời bình luận hóm hình. Vẫn là một sức ép đến từ cao thủ bên phía 2000. Phá dâng cao của Đình Việt. Vẫn chưa thấy bậc phụ huynh của Đình Việt lên tiếng ủng hộ cho những người con của mình ở trên sân. Một tình huống căng ngang, Việt Bún ơi, không có ai đang vào. Một pha tấn công khá hay. Một chiếc thẻ vàng. Một tình huống lao vào có lẽ là chiến hạ với Đình Việt.
Và bây giờ mới là chiếc thẻ vàng đầu tiên của Nguyễn Cường. Khi mà tiếng trống khai hội của lễ hội truyền thống Quan Độ đã được vang lên thì cũng là thời điểm mà khán giả đang đến với sân FC Nghệ Quan Độ ngày một đông hơn. Hai nghìn vẫn đang cho thấy được mình xứng đáng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Một lối chơi áp đảo hoàn toàn các cầu thủ đồng niên 96, nhà đương kim vô địch của giải đấu này. Tiếp tục là một tiếng đá biên. Đánh đầu Tuấn Poloki. Năm nay Tuấn Poloki đang khoác một chiếc áo rất là lắm, chiếc áo số 77. Một đường chuyền dài không phát huy được quá nhiều tác dụng. Ngay sau đó là một tình huống khống chế bóng không thành công đến từ Công Bình. Nghi Mỹ ngày hôm nay cũng đang trình diễn và đưa ra một mái tóc được chăm chút rất kỹ càng. Phản công, thằng Marcelo đang bị theo kèm rất chặt. Nguyễn Cường rất bình tĩnh. Có lẽ rất ít nơi có được một giải đấu đồng niên mà hấp dẫn như ở Quan Độ. Lực lượng đến từ các đội bóng là rất đồng đều năm nay, đặc biệt là năm 2020 này, khi mà các đội bóng được kết hợp với nhau. Ngày hôm nay tức là ngày mà 4 trận tứ kết sẽ được diễn ra. Vào ngày 12, ngày chính hội của Quan Độ thì các đồng niên sẽ làm lệ làng và họ sẽ không thi đấu. Các trận đấu sẽ được trở lại vào ngày 13 và chung kết vào ngày 14. Rất kinh nghiệm. Không có bàn thắng dành cho các đội bên phía 2000. Vừa rồi là một tình huống tung bóng đẳng cấp đến từ Việt Nam. Bóng đã tìm đến cho trọng thủ thành của Thủ Thành Chính Nghĩa. Và bây giờ thì ngôi sao sáng nhất của 96 Nghiêm Quang mới được tung vào sân. Và anh vào sân để thay thế cho Công Bính. Và chính ra với các đồng viên khi mà thay người thì các bạn di chuyển sang bên phần sân đối diện và thông báo với huấn luyện viên. Các trọng tài nếu như các cầu thủ tự ý vào sân thì có thể dành tặng cho những chiếc thẻ vàng. Thắng Marcelo. Một tình huống chuyền bóng hời hợt. Tuấn Poloki. Lại một tình huống kê chân nữa đến từ thắng Marcelo. Một tình huống mà thắng Marcelo đã chậm hơn một nhịp so với đà di chuyển đến từ Quốc Hiệp. Không biết là anh Quân Lò Than đang ở đâu. Hy vọng là anh sẽ cùng tôi bình luận trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất nóng. Đây là chủ pháp à. Nhiều khả năng sẽ là một tình huống dứt điểm hay. Rất nhiều những tình huống dứt điểm từ xa. Phản công cho 96. Có vẻ như các thủ 96 họ vẫn chưa bắt nhịp được với trận cầu này. Nghiêm Quang để mất bóng. Vâng, ban tổ chức nhận được một động viên rất khích lệ đối với các cầu thủ 2000. Nếu như mỗi bàn thắng, anh Hậu Đa sẽ thưởng cho các cầu thủ 2000 là 500.000 đồng. Vâng, thay mặt các cầu thủ 2000 xin cảm ơn anh Hậu Đa. Và bên ngoài sân thì vẫn đang có một phần thưởng 1 triệu đồng cho bàn thắng thứ hai của đồng đội 2000 ở trận đấu này. Tuấn Poloki phản công. Một trận đấu rất nóng và những sự va chạm trên sân cũng là không nhẹ chút nào cả. Đánh đầu. Nghiêm Quang vào sân và có lẽ những tiếng bóng bổng sẽ được dồn rất nhiều cho Nghiêm Quang. Năm nay là năm tuổi của các đội 96.
Vì vậy mà người ta không đánh giá cao ứng cử viên chức vô địch 96 năm nay nữa. Chí Sáu đang thật sự rất khó khăn ở tỉnh Phú Thọ. Khu Việt một đội hình rất đồng đều, phản công Nghiêm Quang, và để thấy được sự tinh quái đến từ Nghiêm Ý. Một cầu thủ cho dù có một thể hình rất nhỏ con thôi nhưng anh đang đá trung vệ. Real Madrid của cầu thủ 96 hiện tại đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng của La Liga. Còn mẫu của cầu thủ 2000 thì đang giữ ở vị trí khiêm tốn thứ 5 hoặc thứ 6 gì đó của giải bảng Anh. Đã có tiếng gọi của trọng tài Nhật Bim Bim. Nghiêm Ý để chuẩn bị cho giải đấu như này thì Nghiêm Ý đã phải 3 lần nhuộm tóc và rất có thể năm nay thì Nghiêm Ý sẽ lập gia đình. Chín sáu đang cho thấy được một sự nhập cuộc không tự tin, có vẻ như họ đang bị choáng ngợp bởi lối chơi áp sát khó chịu đến từ cầu thủ 2000. Họ chưa thể tung ra một tình huống phối hợp đậm nét nào cả, và đặc biệt là 96 vẫn chưa tung ra một tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Đình Hùng. Cảm ơn. Và ông Tính sẽ dành số tiền 2 triệu đồng nếu như hôm nay 2000 chiến thắng cao thủ 96. Và chỉ cần chiến thắng thôi. Còn 95 thì ở chân sau ạ. Không tiếc tiền để ủng hộ cho những người con, người cháu mình ở trên sân. Thôi, Nghiêm Quang không được. Rất đáng tiếc cho cá nhân của Nghiêm Quang. Và mọi sự đẳng cấp có lẽ sẽ cần được Nghiêm Quang chứng tỏ nhiều hơn trong trận đấu này. Sau khi có được bàn thắng thì cầu thủ 96 bất ngờ đẩy cao đội hình, còn với 2000 họ sẽ lại quay trở lại với chiến thuật quen thuộc phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Lần này thì Tuấn Puroki ngã ra sân nhưng anh lại không nhận được tiếng còi đồng hành của trọng tài Ánh Dương. Lại một đường chuyền dài, thằng Marcelo đang được đẩy đá như là một hậu vệ. Một tình huống phối hợp khá nhịp nhàng của các thủ 2000. Ở trọng tài Hồng Phúc cũng đã xuất hiện trên sân. Và vừa rồi thì trọng tài Ánh Dương và Nhật Bim Bim đã phải những lời chỉ trích đến từ trưởng ban tổ chức, chủ tịch Cường FC Nha Quan Độ Hồng Quân. Và yêu cầu Hồng Phúc phải mua sắm cho các trọng tài mỗi người 10 chiếc áo thể thao chuyên về trọng tài. Chín sáu đang sử dụng rất nhiều những đường chuyền dài. Đó là những tình huống mà sở trường và thể hình của Nghiêm Quang sẽ có thể tác dụng. Nghiêm Quang đang được nhận rất nhiều bóng đến từ các cầu thủ phòng ngự của đội bóng 96. Lối chơi phòng ngự chủ động của 96 đã bị đổ về sau khi cao thủ 2000 có được bàn thắng. Và việc cao thủ bên phía đồng viên 96. Có gì?
Báo gì à? Mà viên các cổ động viên 96 ngày hôm nay. Thay Kim Quang vào những phút vừa rồi có thể cho thấy được là họ không sẽ không sử dụng lối chơi phòng ngự nữa. Lại là tiếng bật cao đánh đầu của Kim Quang ở trận chung kết mùa giải 2019. Đầu năm ngoái thì Kim Quang cũng đã có bàn thắng bằng đầu rất đẹp mắt trong trận chung kết. Tuy nhiên thì sau giải đấu đó thì Kim Quang không khoác áo trong câu FC Ban Hồ nữa. Anh trở lại khoác áo cho rất nhiều các đội bóng ở khu vực. Và có lẽ đẳng cấp của anh thì đã vượt qua ngoài cấp quan độ rồi. Thời tiết thì đang rất ủng hộ cho trận tứ kết bầu này. Trời không mưa. Mà với một điều kiện thi đấu như thế này thì có lẽ là chúng ta sẽ không mất nhiều sức. Sau khi tiếng trống khai hội được vang lên thì không được. Đó là sự chủ động đến từ cánh trời của chủ phong mà. Không ngần ngại tung ra một thứ điểm. Đây là thắng Marcelo. Họ thể thấy được là sự nguy hiểm của thắng Marcelo. Ở đội hình 96 thì có lẽ là Tuấn Bologi. Chỉ nói cao thủ 96 thì Nghiêm Quang và thắng Marcelo sẽ là những người tạo ra sự đột biến. Một đường chuyền dài, đây là Việt Tún. Lợi thế vâng, có lẽ sẽ là một chiếc thẻ dành cho Việt Tún. Cho dù nó là một tình huống vào bóng rất chủ động. Một tiếng đá bóng rất nguy hiểm. Người bị đau hơn có lẽ là Việt Bún. Việt Bún là con trai của huyền thoại bóng đá của Hà Nội thế hệ 7X, Đình Mi. Chiếc thẻ vàng do tình huống vào bóng. Đạp bóng thì đúng hơn, khá nguy hiểm của Việt Bún. Sức nóng của trận đấu đang ở đến cao độ. 96 đang nhận hai chiếc thẻ vàng, còn cao thủ bên phía 2000 vừa phải nhận chiếc vàng đầu tiên. Nhật Bim Bim đang phải nhắc nhở hai cầu thủ nghiêm ý. Và một cầu thủ của đồng niên 96. Ngày hôm nay thì ban tổ chức đã bố trí những chiếc máy quay và những tình huống chơi xấu trên sân có lẽ sẽ bị phạt rất nặng. Và quyết định dứt điểm ngay của Nghiêm Quang, bóng không qua hàng rào. Vẻ mặt lì lợm đến từ Tuấn Quốc Kỳ và anh là người đã mở điểm cho trận đấu có lẽ là tâm điểm ở loạt trận tứ kết ngày hôm nay. Một đội bóng khác cũng được đánh giá rất mạnh, đó là đội bóng của Hùng Cá Ngô, đồng niên 1995. Họ sẽ xuất phát ngay sau trận đấu này. Một pha đem bóng quá thiếu chuẩn xác đến từ Nguyễn Dương, ngôi sao ca nhạc đến từ Tây Nguyên. Đẳng cấp thì vẫn chưa đủ với các đội 96, nhưng ít ra những khoảng 5 phút đã qua thì các đội 96 đã lấy được thế trận. Và họ đang thi đấu trên chân cao thủ đồng niên 2000. Cần có thêm những sự tinh quái và những pha phối hợp giành mạnh đến từ cao thủ 96. Và khán giả có lẽ cũng không muốn trận đấu bị vỡ buồn sớm khi mà một đội bóng ghi quá nhiều bàn thắng.
Thắng Marcelo đẩy sau. Đình Hùng là người phạm lỗi. Ở trên sân hiện tại thì có hai cầu thủ tên Hùng, thủ môn Đặng Hùng và tiền vệ phòng ngự hậu vệ cánh trái. Rất nhiều những ví đà năng đến từ Đình Hùng. Một thế trận cân bằng và một lối chơi giống nhau. 96 cũng đang sử dụng nhiều những đường truyền dài. Lại là bóng bọc. Và tất nhiên rồi, khi mà Nghiêm Quang được tung vào sân với một thể hình tốt như Nghiêm Quang và một khả năng di chuyển, một khả năng chơi đầu cực dị, thì cao thủ 96 họ sẽ sử dụng nhiều vào sự tinh quái đến từ những tình huống di chuyển không bóng của Nghiêm Quang. Thắng Marcelo. Đình Hùng đã mắc vào cái bẫy mà Thắng Marcelo răng ra liên quan. Nghiêm Ý vẫn xuất sắc. Vâng, xin mời chiếc biển số xe 29A8841 đỗ ở ngã ba, nhanh chóng ra khu vực xe của mình. Đang có một va chạm và bị vỡ hai cái gương. Vâng, xin mời chiếc xe ô tô 29A884. Vâng, chủ nhân cứ xe 28 một cái điểm hay. Một trận đấu tứ kết, một trận loại trực tiếp, và chính ra lại là cũng rất ít nơi có những giải đồng niên mà chất lượng chuyên môn tốt như giải của Quan Độ. Các cầu trẻ của Quan Độ thì đang ngày một khẳng định mình hơn. Nếu xét về đội bóng trẻ của Quan Độ thì đây là đội bóng có lẽ là mạnh nhất của khu vực ở thời hiện tại. Tuy nhiên thì FC Quan Độ, đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Nghiêm Quân, thì lại đang không có được cho mình những danh hiệu. Trong vòng 2 năm qua thì Quan Độ vẫn chưa vô địch một giải đấu nào cả. Một chiếc thẻ vàng được rút ra, một tình huống chăm sóc kỹ càng. Và đây là số 9, đây là Nguyễn Cường. Dành cho Tuấn Puroki. Thắng Marcelo, phản công Nghiêm Quang, tốc độ không được. Cảm giác bóng không tốt đến từ Nghiêm Quang. Vẫn là một sự chủ động. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là không còn nhiều. Một tình huống đánh cơi, tỷ số là 2-0 2-0 dành cho các cầu thủ. Vâng, xin mời ông Trinh di chuyển ra phía xe ô tô của ông để đánh xe. Vâng, thời gian 2-0, ứng cử viên cho chức vô địch vẫn đang thể hiện một phong độ chói sáng. Lúc đến từ Tuấn Quốc Kỳ, năm nay anh quyết định đổi tên thành Tuấn Sky. 2-0. Nghiêm Quang. Vâng, xin mời đại diện của đội bóng 2000 lên nhận số tiền 1 triệu đồng cơ. Qua đèn đổi cho 96. Hàng phòng ngự của 2000 đã bị đánh bại. Tuy nhiên thì pha dứt điểm, bóng đã tìm tới đúng cột dọc khung thành của Ngô Đặng Hùng. Và dứt điểm đã đưa bóng vào cột dọc, đó là Nguyễn Cường. Vâng, xin mời chiếc xe ô tô mang biển số 29A8841.
biết ai cho nhỏ Bích ở về. Chúng ta sẽ cần cho nhỏ thêm một chút để cái vụ làm đấy khoảng 50 phút. Đây là điểm cuối của Hoa Khôi. Không có bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía Anh Nhìn. Họ bỏ lỡ đến từ Tuấn Vũ Đông Kỳ. Trận đấu trao tương rất nhiều. Một khi các cầu thủ viên 96 có được bàn thua cách biệt số 1-2. Đúng là một trận đấu tâm điểm. Lợi thế dành cho cầu 2000. Chu Quang Ba. Xin mời đại diện của các cầu thủ 2000 lên nhận số tiền 1 triệu đồng. Trái sang bên khu vực Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Tất cả các phương tiện di chuyển từ phía Hà Nội sang bên Yên Phong, Bắc Ninh đều bị chặn lại, kể cả những người thể dục cũng không được phép đi sang bên đó. Cháu đi lên đây chắc được thoải mái đúng không? Thoải mái rồi, thể dục vẫn nhỏ nhé. Các bác quay lại, các bác quay lại. Tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Hiện nay thì đang là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu 6. Thì bản thân tôi thì cũng là một cựu chiến binh. Đây hiện nay cũng là đang là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Thì toàn bộ khu 6 của chúng tôi là có 3.120 nhân khẩu với 918 hộ, phân chia là 4 cụm dân cư. Đấy, chúng tôi xây dựng là 4 cụm dân cư an toàn trong một thôn. Thì mỗi một cụm dân cư đó thì đều có cụm trưởng, cụm phó và thư ký. Thế và mục đích của xây dựng cái cụm an toàn, dân cư an toàn ấy, là để làm như thế nào đó là chúng ta xây dựng là như là mỗi một gia đình là một pháo đài, khu dân cư là một pháo đài, thôn là một pháo đài, thì nó xã nào cũng thành một pháo đài và huyện lại thành một pháo đài, nó rộng hơn. Ta có thể hiểu là cái cụm dân cư an toàn là xây dựng gia đình cá nhân an toàn, gia đình an toàn, cụm dân cư an toàn. Đấy, thế thì mỗi một người đều phải nâng cao cái ý thức tự phòng chống dịch bệnh cho mình theo hướng dẫn đúng của ngành y tế, như là rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, rồi vệ sinh sạch sẽ, môi trường sạch sẽ,
sạch nhẹ bếp, sạch nhà, sạch ngõ. Thế rồi thì là phòng chống bệnh dịch trong tình hình hiện nay, đối với giai đoạn cách ly xã hội thì là đeo khẩu trang khi ra đường và không ra đường khi không có cái việc cần thật cần thiết. Đấy. Thế và đối với gia đình mình thì khuyến khích các cái cháu nhỏ, các cái cụ tuổi trên 70, 80 là không nên ra đường, và những cái đối tượng là dễ nhiễm bệnh thì tự gia đình chúng ta đã phải quan tâm lẫn nhau, tuyên truyền lẫn nhau. Thế riêng khu 6 chúng tôi ấy, thì vừa qua chúng tôi ngay từ khi thành lập cái tổ phòng chống dịch thì chúng tôi đã kết nối cái nhóm Zalo của tổ phòng chống dịch. Đấy. Để các thành viên trong đó đều được cập nhật cái thông tin thường xuyên, báo cáo tình hình thường xuyên, họp trên Zalo và báo cáo cũng trên Zalo. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục xây dựng là Zalo cụm dân cư an toàn, mỗi cụm dân cư thành một nhóm Zalo để thông tin tuyên truyền cho nhân dân, cho bà con, rồi mỗi gia đình để thấy được cái tình hình phòng bệnh trên địa bàn xã, địa bàn thôn và trực tiếp là từng ngõ, từng xóm, từng nhà, để chúng ta tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh trong cái tình hình phức tạp hiện nay. Thế từ khi mà chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đấy, thì đối với khu 6 chúng tôi là thực hiện 3 chốt cách ly. Thế một chốt là ở tại cầu lên đền Sái, một chốt ở cầu Nhộn và một chốt là ở cái đường vào giữa làng. Thế ba cái chốt này ấy, mục đích là để làm gì? Mục đích là để thứ nhất là để kiểm soát y tế đối với người ra vào trong thôn. Thứ hai nữa là dựng chốt lên để bảo đảm theo dõi được toàn thể cái lượng người ra vào trong thôn, đồng thời là cùng với đó là tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm các cái lệnh, cái chỉ thị của xã huyện cũng như lệnh của Thủ tướng. Nhà nào ở nhà đó, thôn nào ở thôn đó, xã nào ở xã đó, tỉnh nào ở tỉnh đó. Cái thứ hai nữa là nhắc nhở các cái thành phần, ví dụ như không đeo khẩu trang hay là ra ngoài đường rồi là các cháu không được nghỉ học, rồi ra ngoài đường rồi đá bóng rồi đi chơi vân vân. Đấy, những cái đấy là trong tổ chốt cũng có là nhắc nhở, để làm sao nhắc nhở cho toàn thể nhân dân ý thức được rằng đây là cái thời gian phòng chống dịch rất gay go, rất cam go, mà mọi người, mọi nhà và toàn thể xã hội đều phải chung tay, đều phải phấn đấu để mà chúng ta mới thắng được cái Covid này. Thế đối với ba cái chốt ấy, thì ba chốt này dựng nên là đối với lại thôn khu, cái lực lượng chính là các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thôn, những tình nguyện viên đứng ra để làm cái công tác, cái lực lượng giữ chốt đấy, đo thân nhiệt hàng ngày, kiểm tra những người ngoài vào trong thôn có lý do mục đích rõ ràng thì vẫn cho vào. Ấy, ở đây chúng tôi nói rằng là không ngăn sông cấm chợ, nhưng mà dứt khoát những người không có lý do thì không được vào làng, vào không có lý do thì không được vào. Thế còn nhân dân trong làng thì tôi cũng nói làm gì, nhưng mà những người ngoài mà vào thì phải có lý do chính đáng, ví dụ như đến để nhập hàng các cái hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu, mà chúng tôi vẫn đàng hoàng vẫn cho anh em vào. Hai là những anh em mà trong thôn có cơ sở sản xuất, anh em đến để sản xuất, anh em chúng tôi vẫn cứ thoải mái cho vào, nhưng anh phải kiểm tra y tế, anh phải đo nhiệt độ, rồi thì anh phải khai báo là người ở đâu, số điện thoại, chứng minh các thứ nhân dân này anh phải trình ra xem anh có phải là cái người đó không, và anh đến cái nhà nào tôi phải có địa chỉ rõ ràng. Cái đấy chúng tôi muốn quản là quản, để làm sao giữ được cái yên bình trong cái tổ phòng dịch cũng như trong cụm dân cư và toàn thể nhân dân trong thôn. Ngay sau đó thì pha xử lý bóng tinh tế đến từ Tuấn Kuroki đã giúp cho cầu thủ 2000 dẫn trước 96 tới 2 bàn. Thì rất may cho 96. Người hùng thầm lặng Nghiêm Quang đã có một tư đánh đầu để giúp ngắn cái điểm số 1-2, và rõ ràng là với cách biệt 1 bàn thì hiệp 2 của trận đấu chung kết sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Bàn thắng của Nghiêm Quang có lẽ sẽ làm cho tinh thần của cầu thủ 96 được đẩy lên cao độ hơn. Quyết định dứt điểm rất nhanh. Pha bóng phối hợp đến từ trụ Bao Bà. Và không
Bách Dương sẽ giành phần thưởng 1 triệu đồng cho cầu thủ 96 nào ghi bàn thắng tiếp theo. Rất nhiều những sự đối với ngoài sân không được, lại là Nghiêm Quang, vẫn là một phong thái thi đấu quen thuộc, vẫn là một đôi giày đỏ sặc sỡ trên sân. Nghiêm Quang vẫn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm và đúng lúc. Và đây chính là thời điểm mà 96 đang cần sự tỏa sáng của Nghiêm Quang hơn bất cứ thời điểm nào. Đánh đâu, không vào, lại là Nghiêm Quang. 2000 đã gặp may, bóng đã tìm tới xa ngang, quá đáng tiếc. Vâng, anh chị Minh Hà vừa thưởng cho đội bóng 2.500 đồng. Mời đại diện của đội bóng 2.000 lấy nhận số tiền 500 đồng. Và thật sự là ngày hôm nay thì mình đối với anh Hùng không muốn cầm tiền vì không biết là ai ủng hộ với ai cả. Và tốt nhất là hai cầu thủ đại diện của 2096 cứ đứng ở cạnh bình luận viên. Nói hay thì mới được tiền, nói không hay thì còn bị trừ tiền đấy. Việt Bún vẫn chưa thấy đại gia vùng đất Quan Độ Mỹ Hà lên tiếng trong các ai Việt Bún của mình. Và có lẽ là ông bà vẫn chưa ra sân. Vâng, nếu như ông bà Hà Mỹ không ra sân ủng hộ cho con trai mình thì Gia Dung sẽ ủng hộ. Một trận đấu như thế này thì có lẽ cần những sự động viên bên ngoài sân để cho các cầu thủ được thi đấu cống hiến hơn, được cháy hết mình hơn và quyết tâm hơn. Chỉ nhắc lại là cách biệt mới chỉ là một bàn thôi. Và đây là Việt Bún. Chủ Papa, bóng nào không được, khá nguy hiểm. Vâng, xin mời đại diện của cao thủ 2000 lấy nhận số tiền 500 đồng đến từ ông bà Bình Hà. Ơi, những sức ép liên tiếp đến từ các cầu thủ 1996 phải nhận của các thủ 2000. Việt Bún đang bị đau ở trên sân. Với các thủ 2000 thì họ cũng là đội bóng có khả năng ăn vạ tốt hơn 96. Việt Bún vẫn đang phải nhờ sự chăm sóc đến từ trọng tài Anh Cường. Phạt góc dành cho 2000. Đúng với tính chất của một đấu loại trực tiếp, không có gì có sức cuốn hút hơn bóng đá cả. Và xin mời hai đội bóng thi đấu ở trận tiếp theo sẽ lên gặp anh Hồng Quân để đăng ký thi đấu. Rất nguy hiểm, pha xử lý bóng hơi bất cẩn đến từ thủ thành Đặng Hùng. Nghiêm Quang, cho dù đã rất chủ động vào tình huống di chuyển vừa rồi nhưng Nghiêm Quang không thể nhận được đường chuyền. Một đường chuyền mang tính chất hơi may mắn, rất dẻo. Tuy nhiên thì không thể chiến thắng được Phan Marcelo. Và đi bóng trước đó là của Phúc Hiệp. Đây là cơ hội phản công cho 2000. Thủ Papa. Thả dứt điểm từ rất xa đến từ Việt Bún. Nghiêm Quang. Không có ai theo kèm và không có ai đi theo đường chuyền vừa rồi. Nghiêm Quang thì vẫn đang được chăm sóc kỹ càng.
Trận cầu rất hay. Đây là Nghi Lý. Khả năng phối hợp rất tốt của các pháo 2000 phản công. Pha vào bóng có lẽ không được như ý muốn đến từ Đình Hùng. Chủ pháo 3 Đình Hùng. Quá đáng tiếc. Những tình huống phối hợp rất hay của các pháo 2000. Và có lẽ chứng kiến 2000 thi đấu như thế này trước nhà đương kim vô địch 96 thì có lẽ là các cầu thủ những đội bóng khác sẽ rất lo lắng. Chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Tuấn Tô Kỳ bởi lỗi phản ứng. Một cầu thủ được đánh giá là có vẻ mặt lì lợm nhất trên sân. Đá phạt. Việt đúng là người phạm lỗi. Và Ánh Dương thì vẫn đang được chăm sóc kỹ càng. Trong một thế trận bế tắc như thế này, có lẽ những cơ hội cố định sẽ là một chiếc chìa khóa để giúp cho các thủ thành 96 sao mà cách biệt. Viêm Quang lại dứt điểm và không qua được hàng rào. Nếu như cách đây 2 năm trước Nghiêm Quang là hiện tại của bóng đá Quá Độ thì ở thời điểm này có lẽ Nghiêm Quang đã là quá khứ rồi. Đẩy người. Và đẩy người đến từ Tuấn Bù Kỳ rất rõ ràng. Và có lẽ Tuấn Bù Kỳ cũng không dám phản ứng nữa. Ở một cửa ly dứt điểm như thế này thì những người thuận chân trái sẽ có nhiều cơ hội để mang lại bàn thắng hơn. Thắng mắc sơ đồ và thậm chí có thể là Nghiêm Quang dứt điểm được. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem trong tình huống này thì cao thủ 96 làm gì. Và có lẽ đây là thời điểm mà Nghiêm Quang không được. Bóng lại không vượt qua được đôi chân của chủ pháp ạ. Và phối hợp rất nhanh. Không có một sự khoan nhượng trong một trận cầu lại trực tiếp. Và không có một sai lầm nào phải đáng phải nhận trong một trận đấu quan trọng như thế này. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải thiếu tập trung, luôn tập trung để tung ra những quyết định nhanh nhất. Một pha ném bóng rất mạnh của thành chính nghĩa chủ pháo 3. Quá đáng tiếc ở tiếng vừa rồi Tuấn Bù Kỳ đã trượt chân. Tuấn Bù Kỳ đã có một cú vào trong 11. Và dứt điểm chéo góc nguy hiểm đến từ chủ pháo 3. Cầu thủ đen nhất giải đấu vẫn chưa thể có bàn thắng cho riêng mình ở trận này. Thắng Marcelo. Sự áp sát rất nhanh đến từ cầu thủ 2000. Và với Nghiêm Quang ở trong vòng cấm thì cầu thủ này luôn được theo kèm tới 2 cầu thủ. Anh tôi là phải nhắc nhở Nghiêm Quang và Việt Bún. Trên khuôn mặt của Việt Bún thì đang xuất hiện những vết bầm.
Rồi, không được. Đặng Hùng đang nằm sân. Thời điểm mà các thủ 2000 đang bị ép sân một cách rõ ràng. Có lẽ bây giờ là thời điểm 2000 cần có những sự ủng hộ nhiều hơn nữa bên ngoài sân. Đặng Hùng thì biết đang bị đau. Đúng là một trận cầu tâm điểm. Khi mà dịch rằng người cậu của Việt 4 đã xuất hiện rồi. Vâng, bố mẹ không ra thì cậu Việt 4, nam ca sĩ Nguyễn Cường có lẽ sẽ có những phần quà dành cho người cháu của mình. Khi mà 2000 đang bị ép ép dò như thế này thì không có lý do gì mà những vận động viên thiếu đi với 2000 cả. Như vậy là Đặng Hùng vẫn có thể thương thiếu được. Một hành động rất đẹp này đến từ cao thủ bên phía 2000. Một trận cầu tâm điểm cho là trận lại trực tiếp. Và khán giả trên sân cũng không phải tiếc nuối khi đến sân theo dõi và cổ vũ động viên tinh thần cho hai đội bóng. Nhà đương kim vô địch của giải đấu Đồng Liên Quan Độ 2019 đang bị dẫn trước 1-2. Và đây là thời điểm họ đang thi đấu hay hơn các đội 2000. Lại một đường chuyền bóng vào. Tỷ số là 2-0. Rất bất ngờ. Quá tuyệt vời. Đó là sự ấn tượng trong môn thể thao đua. Tỷ số 2-0 và người đánh đầu là Nguyễn Quang. Vâng, Bang Hội. Đồng niên 96. 1 triệu đồng. Vâng, xin mời đại diện của 96 nhận số tiền 1 triệu đồng. Vâng, như vậy là 96 chỉ động viên tinh thần theo cách làm màu thôi. 3-2, quá bất ngờ. Vâng, 3-2 rồi. Niềm vui đến từ cao thủ với 2000. Còn 96 thì niềm vui của họ ngắn không tay găng. Tuấn Bồ Kỳ là người ghi bàn. 3-2. Khán giả đang được sống trong những cảm xúc tuyệt vời trên sân bóng FC Quá Độ. Niềm vui của các động viên 1996 ngắn không tay găng. Chúng tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra. Đúng là một trận cầu tâm điểm. Và xin mời đại diện của đồng niên 2000 lên nhận số tiền 1 triệu đồng cho bàn thắng thứ 3 vừa rồi. Nghiêm Quang không được. Tấn Phê, Thảo Phước sẽ dành số tiền 2 triệu đồng nếu như 2000 chiến thắng trong trận đấu tâm điểm ngày hôm nay. Vâng, Tấn Phê và Thảo Phước. Ừ.
Một cú đá phạt dành cho các đồng chí sáu. Một phút giữa đuổi thì số ngoạn mục trên sân đội FC Gạch Quan Độ. Cho dù dịch cúm Corona đang hoành hành khắp thế giới, nhưng không thể chiến thắng được tình yêu của những đồng viên Quan Độ, tình yêu của những khán giả Quan Độ dành cho trái bóng tròn. Sức nóng đến từ trận đấu thứ nhất 1. Có lẽ 2.000 là đội bóng đồng viên được yêu thích nhất ở Quan Độ ở thời hiện tại. Vẫn là các đội 96 thắng bằng số 1. Chính nghĩa rất mạo hiểm. Đúng là một ngày khai hội và thời tiết thì đang quá đẹp. Chụp ba, không được. Chính nghĩa đã làm chủ được tình hình. Đá biên dành cho các đội 96, nỗ lực cứu bóng của Nghĩa Quang. Chúng ta có thể thấy được sự tinh danh đến từ các thủ 2.000. Thắng Marcelo. Không thể theo kịp đường truyền vừa rồi. Một tình huống đẩy bóng không thành công đến từ Tuấn Vũ Kỳ. Thì nhắc lại năm nay thì Tuấn Vũ Kỳ đã thay tên và anh được gọi với cái tên thân thuộc Tuấn Sơ Khai. Và đây Tuấn Sơ Khai là cháu của Khánh Sơ Khai. Vẫn là cao thủ 96 rất nỗ lực. Nhưng tình huống va chạm và vào bóng rất sát đến từ cao thủ bên phía 2.000. Đội bóng đang thi đấu quyết tâm hơn. Để biến một đội bóng đang là đương kim vô địch của giải đấu trở thành kiêu vương thì chưa bao giờ là một sự dễ dàng cả. Đặc biệt khi mà đồng niên 1996 vẫn đang có cho mình những con người có thể tạo ra sự đột biến ở bất cứ điểm nào. Và đồng bóng tốt đến từ thủ thành Đặng Hùng. Có lẽ đang được thi đấu trong số lượng khán giả cực lớn như thế này thì đó là tinh thần của động viên của các cầu thủ cũng sẽ được đẩy lên cao hơn. Pha đánh đầu ngược vừa rồi là của Nghiêm Quang. Nghiêm Quang vẫn đang hoạt động rất miệt mài. Năm nay thì Nghiêm Quang đã tăng cân khá nhiều. Sự thanh thoát của Nghiêm Quang ở mùa giải 2019 đã không còn nữa. Tuy nhiên thì với bàn thắng ghi được vào lưới các thủ 2.000, chúng ta vẫn nhìn thấy được phẩm chất kỹ thuật cũng như là bản năng sát thủ đến từ Nghiêm Quang. Nghiêm Quang là một cầu thủ có khả năng dứt điểm bằng đầu đa dạng. Bên cạnh đó là những tình huống dứt điểm tốt của Nghiêm Quang bằng cả hai chân.
Đây là thắng Marcelo. Ba thắng thứ ba đã đến với tổ 96 và ghi bàn tiếp tục của Kim Quang. Hai bàn thắng ban đầu. Tôi vừa nhắc tới Kim Quang bởi bản năng sát thủ. Và xin mời đại diện của 96 đại diện số tiền 500 đồng. Các cầu thủ đồng viên 96 đang tự làm màu cho chính đồng viên của mình. Tỷ số là 3-0. Pha dứt điểm của Nghĩa Quang rất đẳng cấp. Và bây giờ là thời điểm mà các cầu thủ 96 được quyền nắm sân. Họ đang phải đối đầu với đội bóng được đánh giá ứng cử viên cho chung kết vô địch 2000. Một trận đấu hấp dẫn, 2000 liên tiếp vượt lên dẫn trước. Nhưng bây giờ thì mọi khoảng cách đã được san bằng. Quá trình thì không quan trọng bằng kết quả. Và 2000 mà chiến thắng thì Tuấn Phê sẽ giành phần thưởng 3 triệu đồng. Tuấn Phê và anh chị Thảo Phước, 3 triệu đồng cho chiến thắng của 2000 trong trận này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem các cầu thủ đồng niên 2000 sẽ làm gì. Tinh thần mà 2000 mang đến trận đấu này cũng là rất tuyệt vời rồi. Nhưng 96 với số hy vọng một vị thế của nhà đương kim vô địch. Mọi thứ đã rất khác biệt kể từ khi Kim Quang vào sân. Hai bàn thắng của Kim Quang. Vâng, anh Đa Hậu sẽ giành phần thưởng 3 triệu đồng nếu như 2000 chiến thắng ở trận cầu ngày hôm nay. Những nguồn động viên không tiếc tiền của những mạnh thường quân bên ngoài sân cho 2000. Tuy nhiên thì chưa ai ủng hộ vào ban tổ chức cả. Và đây ban tổ chức năm nay thì rất nhiều người ghét. Để có được một giải đấu xuất sắc, hấp dẫn như thế này, chúng ta không thể bỏ qua những con người đã đứng lên tổ chức giải đấu này. Đó là câu lạc bộ FC Anh Em Quan Độ và chủ tịch câu lạc bộ FC Anh Em Hồng Quân. Mọi khoảng cách đã được san lấp, thời gian của trận đấu tứ kết một cũng không còn nhiều. Và nếu như hòa nhau 3-0 thì hai bóng sẽ phải bước vào chút penalty. Khi đó thì thủ thành Chính Nghĩa và Đặng Hùng sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau và chứng tỏ tài năng của mình. Việt Vũ. Không thể nói cái khung của 2000 thi đấu không tốt. Bởi đơn giản là 96 đang có Kim Quang, một Kim Quang quá thực dụng. Và một Kim Quang quá sát thủ trong mỗi một trận cầu quan trọng. Cơ hội cho thủ 2000, không phải 96. Nó không khác gì một trận chung kết cả. Sức hấp dẫn quá lớn. Tấn công kỳ, vẫn là tấn công kỳ. Bây giờ thì 96 họ đang thiếu lần xả để bảo vệ thành quả của mình. Sau khi có được tỷ số 3-0, cả hai đội bóng đang thi đấu theo một phong thái cầm chừng nhau. Pha phá bóng an toàn. Việt Vũ. Chụp bóng ra, cơ hội không được. Đây là cơ hội phản công nghiêm quang. Nghiêm quang và chụp bóng vào. Pha chuyền bóng không dành cho ai. Thank you.
Như vậy là thắng Marcelo sau một thời gian giả vờ bị đau thì anh đã được trở lại sân. Và nếu như giải thưởng 2.000 ngày hôm nay vượt qua các đội 96 thì anh Tỉnh sẽ có số tiền 3 triệu đồng. Và nếu như 2.000 lên ngôi vô địch thì đội bóng này cũng sẽ nhận thêm 2 triệu đồng đối với anh Tỉnh nữa. Và nếu như xét về chiến thắng hiện tại mà 2.000 có thể giành được ngày hôm nay thì họ sẽ thu về số tiền rơi vào khoảng gần 40 triệu đồng. Chỉ với một bàn thắng bây giờ thôi thì họ cũng đã có số tiền khoảng 10 triệu đồng rồi. Và phá bóng an toàn. Một chi tiết của trận đấu tứ kết 1 đã như thế này rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những trận đấu tứ kết ngày hôm nay nữa. Xin nhắc lại là giải bóng đá Đồng Viên Quan Độ năm 2020 sẽ được diễn ra các trận tứ kết vào ngày hôm nay. Và ngày mai thì các Đồng Viên sẽ theo lệ làm và nghỉ một ngày. Ngày 13 và ngày 14 chúng ta sẽ cùng đến với là trận bán kết và chung kết của giải bóng đá Đồng Viên Quan Độ. Lễ hội truyền thống của Quan Độ ở mùa giải năm nay sẽ được chúng tôi giữ lại kỷ niệm và thực vật trực tiếp những trò chơi, những môn thể thao được toàn bộ Đồng Viên 1972 được quay phát trực tiếp. Thì nhắc lại là Đồng Viên 1972 năm nay đăng cai lễ hội truyền thống của Quan Độ. Các anh sẽ quay phát gần như toàn bộ chương trình lễ hội, các chương trình quan họ, bóng truyền và các môn thể thao sẽ được đều được chúng tôi cập nhật thường xuyên và có thể phát lại trên màn hình nét của đình làng Quan Độ trong buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi một ngày chúng tôi sẽ có những tổng hợp video, những môn thể thao, những màn khai hội truyền thống của Quan Độ. Tuấn Quốc Kỳ vẫn là Tuấn Quốc Kỳ, một tình huống mà Tuấn Quốc Kỳ đã bị kéo người. Vâng, nguồn động viên đến từ các Đồng Viên 96. Người đàn ông không bao giờ hết sữa của Tuấn Quan Độ, ông thọ sẽ dành số tiền 500.000 đồng cho Đồng Viên 96 nếu như chiến thắng ngày hôm nay. Tỷ số đang là 3-3. Và đây là thời điểm cuối cùng của trận đấu. Một pha treo bóng đánh đầu công cuộc. Tuấn Quốc Kỳ đá bật cao nhưng không thể chạm vào bóng. Ba lần cao thủ 2.000 với lần dẫn trước và có thời điểm họ còn dẫn trước với 2 bàn. Như vậy hai bóng trên bảng bước vào là sút penalty. Vâng, như vậy là sứ ông thọ chỉ treo giải theo một phong thái là sắp biết hết giờ thôi. Phòng dịch cũng như trong cụm dân cư và toàn thể nhân dân trong thôn. Tên tôi là Nguyễn Hữu Niệm, là trưởng thôn khu 7.
Sau khi được sự triển khai của Ủy ban Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Thụy Lâm thì thành lập một số những cái công việc. Thứ nhất là thành lập cụm dân cư an toàn, thì đơn vị khu 7 chúng tôi là thành lập 5 cụm dân cư an toàn bao gồm ở trong thôn. Thế và đồng thời thành lập vào 4 chốt. Thế trong đó là cái chốt này là cái chốt tức là phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân xã Thụy Lâm và lực lượng công an huyện, là bao gồm coi như là đo kiểm soát những cái đầu vào của cái đường cầu Đò No, và thứ hai là cái đường 16 ở thôn Yên Phụ. Cái nhiệm vụ ở đây là trực 24/24. Ban lãnh đạo thôn nên là phối hợp cùng với lại công an huyện, công an xã và lực lượng dân quân cũng như là các thành viên trong các chi hội tổ hội ở địa phương. Có những hai cụ già mà ngoài 80 mà cũng đã ủng hộ ở trong địa phương được một số tiền nhất định. Và hiện nay là chúng tôi cũng có một trường hợp là bán hoa là bà Thường, thì cũng đã được Đảng ủy Ủy ban mà phối hợp mà đã bắt đầu cách ly từ đêm ngày hôm qua. Thế cho nên là hiện nay là chúng tôi vẫn đang coi như là có giám sát của trong cơ sở. Thế có cái vấn đề gì thì cũng đã phải báo cáo về cái ban phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân xã. Tôi cũng nhắn nhủ rằng mọi nhà, mọi người và mỗi thành viên ở trong gia đình phải là một thành viên phòng chống dịch. Từ những gia đình của nhà mình và các thành viên trong gia đình, mà không những còn tuyên truyền cho các bà con trong thôn xóm, cũng như là các bà con mà ở những cái địa phương khác cũng không nên đi ra ngoài. Mà đã có cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ như thế này thì chúng ta phải vận động nhân dân và cũng nên chấp hành tuyệt đối để mà đảm bảo cho cái ngăn ngừa cái dịch này cho nó khỏi lây lan ra cộng đồng. Thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho các gia đình khó khăn ở trong đơn vị, mỗi gia đình là một số tiền. Thế để từ đó là cũng thấy được cái sự quan tâm của Đảng, của nhà nước với nhân dân ở trong thôn chúng tôi. Hiện nay là có 36 hộ đã được nhà nước quan tâm. Cô là Lê Thị. Và như vậy chúng ta sẽ cùng bước vào là sút penalty. Cao thủ đồng viên 96 là người thực hiện là sút penalty trước. Và ngôi sao cho trận cầu ngày hôm nay, Hiếu Quang, là người thực hiện là sút penalty này. Sức hút rất lớn trong một lần sút penalty, và đúng là một trận cầu tứ kết tâm điểm. Đặng Hùng đối đầu với Hiếu Quang. Hôm nay các thủ 2000 thua có lẽ rất lý do là tại cậu Nguyễn Cường và ông bà Mỹ Hà. Chỉ nhắc lại là như vậy. Hiếu Quang và Đặng Hùng. Không vào. Bóng ra đi lên trời. Và các khán giả của 2000 thì đang hát ca khúc Lên Trời Là Em Bay Lên Trời. Tỷ số về thì bây giờ là không đều. Tuấn Tô Kỳ sẽ đối đầu với Nghiêm Quang. Không phải là Đặng Chính Nghĩa mà là Nghiêm Quang Bắc Hơn. Anh đang muốn chuộc lại sai lầm của mình. Tuấn Tô Kỳ và Nghiêm Quang không có sai sót. Tỷ số là 1-0. Một không cho 2000 và dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Yên Quang. Thắng Marcelo. Thắng Marcelo đối đầu với Đặng Hùng. Rất đẳng cấp. Đó là sự đẳng cấp và sự tinh quái đến từ Thắng Marcelo. Tỷ số về đi là một đều.
ngôi sao chủ pháp bà, ngôi sao có nước da đen nhất giải đấu. Chủ pháp bà đối đầu với Kim Quang. Vẫn có bàn thắng dành cho cao thủ 2000, may mắn đã không đứng về Kim Quang. Nghiêm Quang đã đón được bóng và đã chạm được người vào bóng, nhưng bóng vẫn đi vào lưới. Công Bình ra ngoài, lại ra ngoài và ẩn đá lại. Vào đá lại rồi. Công Bính đã suýt khóc ở đúng vừa rồi. Vâng, anh đang lau nước mắt. Không có sai lầm, tỷ số Betin 2 đều. Ông bà Mỹ Hà đang ở đâu? Ông Nguyễn Cường đang ở đâu? Và đây là Việt Bún. Rất tâm lý, rất hồi hộp. Nghiêm Quang và Việt Bún. Cuối cùng thì anh cũng đã vượt qua tâm lý của mình. Tỷ số penalty tạm thời là 3-2. Trong bóng đá thì có lẽ là sút penalty là thứ mà nhiều khán giả thích xem nhất. Rất đẳng cấp. Ba đều. Nguyễn Hưng là người ghi bàn. Liên Ý đối đầu với Kim Quang. Bốn ba. Và nếu như tình huống cúp VTT tiếp theo, Đồng Liên 1000, Đồng Liên 96 không thể ghi bàn thì họ sẽ thua. Bốn ba dành cho 2000. Nguyễn Cường. Nguyễn Cường và Đăng Hưng. Như vậy là bàn thắng vẫn đến với cao thủ 96. Tình huống điểm penalty quyết định cho trận đấu lần này. Quốc Hiệp là người đứng trước quả penalty này. Và lại đội thủ môn Thắng Marcelo là người đứng từ khung cô. Rất đáng dành cho các cầu 2000. Đúng là một trận cầu không khác gì một trận chung kết cả. Là sút penalty vẫn là 4 đều. Chính nghĩa. Rất đơn giản, 5-4 dành cho 96. Đình Hùng và thắng Marcelo. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía Đồng Liên 96 và cá nhân thắng Marcelo. Một chút nữa thôi thì bàn thắng đã không đến. Cung tay đổi thủ môn.
chủ tọa và người bắt chính. Vâng. Là sút penalty thứ 7. Và còn một cầu thủ của bên phía 96 chưa thực hiện nữa. Nguyễn Minh là người thực hiện là sút penalty này cho cầu thủ 96 chân trái. Chủ phó bà và Nguyễn Minh. Và không phải là tấn công gì mà là đạo hùng và chút thứ 7 của 2000. Rất xuất sắc. 6 đều. Và xin mời khán giả của quan đội hãy cùng cho em một tràng pháo tay ạ. Một trận đấu quá công hiến, quá tuyệt vời. Và bây giờ thì các thủ bên phía 2000 thứ 96 sẽ thực hiện và là sút penalty. Bây giờ là Nguyễn Quang, chúng ta sẽ thực hiện lại từ những từ đầu. Vẫn có bàn thắng dành cho các thủ bên phía 96. Vâng, bóng đã lăn hẳn vào trong vòng gôn rồi. Là sút penalty không thể kịch tính hơn. 7-6 rồi 9-6. Vâng. Vâng, tớ vừa kỳ tưởng rằng mình đã chiến thắng và thành đã cởi ăn mừng. Ngôi sao và gọi tội đồ thắng được xe lô. Anh đang khóc rồi. Cơ hội dứt điểm thứ hai của cao thủ bên phía 2000 trong trận đấu này. Thắng được xe lô, ngôi sao và là tội đồ. Chủ Papa thắng Marcelo và chủ Papa. Trong cơ vào quá điên. Một là sút penalty quá điên rồi. Và có lẽ trước khi bước vào là sút thứ 9, thứ 10 này thì có lẽ khán giả lại tiếp tục vỗ tay đều động viên cho hai đội bóng nhé. Một là sút penalty quá hấp dẫn đến thời điểm thế này. Nguyễn Minh công bình thủ môn công không vào, rất thăng tiếc. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi Việt Bún và sút của Việt Bún. Marcelo, anh sẽ làm gì đây? Đúng là một trận chung kết sớm. Việt Bún tỷ số là 8-7, 8-7 dành cho cao thủ 2000. 2000, 2000 đội bóng sẽ có mặt trong trận đấu bán kết vào ngày 13. Và Việt Bún đã lên người con trai của mình quá tuyệt vời. Mà lan mừng cảm xúc trên sân vận động FC Ngàm Quan Hộ. FC 2000 sẽ dành số tiền 40 triệu đồng đến với nhà tài trợ trong trận đấu ngày hôm nay.
và con trai cười đi. Tỷ số là 8-7. Một trận đấu quá cảm xúc. 40 triệu là số tiền mà Cao Thủ 2000 sẽ giành được cho chiến thắng vừa rồi.